ăn chay vì cho rằng tam ăn tam tịnh nhục thì vẫn mang nghiệp sát. Nghiệp sâu dày thì nhân quả dày, dẫn đến oán niệm chúng sanh nhiều, tiếp đến tạp niệm bị chúng sinh mình ăn quấy phá của tai nhiều, hoặc tạp niệm thèm ăn thịt khó nhập thiền thì không có trí tuệ, dẫn đến không chứng đắc và không giải thoát. Điểm quan trọng ở đây là bạn ấy thắc mắc có bị nhân quả vì vay mượn sát chúng sinh không, và có phải trả món nợ này trong các kiếp sau hay không. Vì theo bạn đó, vô tình hay cố ý đều phải trả. Trong lúc rớt mạng rồi. Điểm quan trọng ở đây là bạn ấy thắc mắc có bị nhân quả vì vay mượn sát chúng sinh không, và có phải trả món nợ này trong các kiếp sau hay không. Vì theo bạn đó, vô tình hay cố ý thì đều phải trả. Trong lúc đó ăn thì phải có ý muốn ăn, ý nhai, ý nuốt, như vậy có ý rồi, tại sao không ăn rau củ sẽ không mang nợ hoặc nợ nhẹ hơn ăn tam tịnh nhục. Cái chuyện mà ăn uống này thì sư đã trả lời rất là nhiều rồi, phải nói là rất là nhiều rồi. Cái vấn đề này á, nó cũng quanh đi quẩn lại ở cái chuyện là mình không có học giáo lý, mình dốt giáo lý quá cho nên là mình đẻ ra đủ cái chuyện hết trơn. Đi học giáo lý dùm từ thứ nhất, định nghĩa thế nào là chúng sanh. Tốt nhất đi học A Tỳ Đàm. Và thứ nhất tôi có hai lớp gợi ý. Một là lớp Phật pháp căn bản, hai là lớp A Tỳ Đàm vỡ lòng, một cái căn bản một cái vỡ lòng. Nhờ như vậy đó mình sẽ có được những kiến thức giáo lý cơ bản để mình có thể nói chuyện với nhau, chứ mình nói chuyện mà mình không có kiến thức nó khó nói lắm. Sư chỉ nói nó như vậy nè, muốn mang nghiệp thì mình phải có nghiệp mới được, tức là mình muốn gọi là muốn muốn mang cái ác nghiệp thì mình phải có ác nghiệp thì mới mang được. Mà cái định nghĩa nghiệp quý vị có hiểu hay không? Nghiệp là cái gì? Này các tỳ kheo, ta nói chủ ý chính là nghiệp. Cái vấn đề ở đây á là mình không biết được trong tâm của mình, khi mình nói, mình làm và mình suy tư, cái tâm của mình nó là tâm gì? Nó là tâm thiện hay tâm bất thiện? Nó có liên quan đến dục hay không liên quan đến dục? Phải thực hành tứ niệm xứ để chi? Để mình thành thật với chính mình và mình không còn những cái vọng tưởng nữa. Khi quý vị thực hành từng lời nói, hành động và suy nghĩ, mình sẽ biết lúc bây giờ trong tâm mình là cái gì. Và như vậy đó, mình bớt được rất là nhiều việc. Xin lấy ví dụ một cái đơn giản thôi. Một vị tỷ kheo trong luật nha, và trong những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, đặc biệt là trong kinh Đại Niệm Xứ, khi ăn để giữ gìn chánh niệm, ta sẽ ăn với lòng không dục nhiễm, ta sẽ ăn với lòng không dục nhiễm, sau đó vị ấy ăn. Quý vị hãy thực hành thì quý vị sẽ thấy cái nghiệp nó nằm ở chỗ nào. Khi mà mình sống ở trong chánh niệm, sống có tu tập, mình sẽ thấy được nghiệp là cái gì và mình đang tạo nghiệp gì. Còn khi mình không có tu tập
mình chỉ thuần túy là mình lý luận với nhau, mình lý luận với nhau, bản thân gì đó nó cũng đã đang tạo hiệu ứng. Cái thứ hai á, là như sư nói hồi nãy, học giáo lý dùm sư để mình biết mình có định nghĩa thế nào là chúng sanh nha. Còn cái chuyện ăn chay ăn mặn sư đã nói rất là nhiều rồi, và bây giờ sư không muốn nói nữa. Có tay có chân làm ơn làm phước vào kinh của sư tìm và nghe lại nha. Còn mà mình vừa thiếu kiến thức mà mình vừa lười, lười tức là vừa dốt mà vừa lười á, thì sư chịu thua nha.